Bà Sen ơi, bà Sen, bà dạy con Elikobel kiểu gì mà nó nhảy lên cái toilet, nó đi y như con người vậy? Sao con mèo này nó khôn, nó ngoan, nó đi toilet đúng nơi đúng chỗ ghê luôn á. Kiểu này là đỡ tốn tiền cát nữa. Thì dạy lý thuyết xong rồi cho nó thực hành. Tại vì mỗi lần mà con Sen nó đi toilet thì cái con Elikobel này nó rất là hay đi theo gần. Xong nhỏ Sen còn ẵm Elikobel lên cái bồn, ngày qua ngày là cái nó biết đi à. Chắc là mọi người đang nghĩ mình dùng cái cách này để dạy con Elikobel đúng không? Là cho nó thị phạm xong rồi chỉ nó thực hành chứ gì? Không nha, không có nha. Rất nhiều người hỏi mình là làm cách nào dạy con Elikobel nó đi được cái toilet như vậy. Thì câu trả lời là mình không dạy nó và mình cũng không hề thị phạm cho nó xem luôn. Không hiểu đâu ra mà tự nhiên nó biết nhảy lên nó đi vậy á. Rồi mấy bạn hả, thấy nó đi vậy mấy bạn ham, mấy bạn vô xin vé. Mình nói thiệt nha, cái vé của Elikobel mình mà cho được á ha, mình hứa là mình sẽ đem cái vé của nó đến từng nhà mình cho luôn á. Nó vui á thì nó sẽ đi đúng cái bồn lựu đạn của nó. Lâu lâu muốn làm con người á thì nó sẽ đi cái toilet của mình. Còn bữa nào nó mà muốn làm con khùng là nó thích đi ở đâu thì nó đi ở đó. Mình nghĩ cái chuyện mà con Elikobel nó nhảy lên được cái bồn để nó xả lũ trên đó thì chắc là do có sự may mắn thôi. Tại vì cái toilet có nhiều chỗ nó xịt hết rồi, còn cái chỗ nào ngoài cái bồn đâu. Có mấy lúc chui vô toilet trong nhà mà mình tưởng là mình đi toilet công cộng không á. Thúi má hú luôn. Nhờ ơn phước con Elikobel chứ đâu. Coi tới đây rồi còn ai muốn xin vé nó nữa không? Giờ là mình cho vé sẵn cho luôn con Elikobel nè. Làm mèo gì đâu mà mất nết ơi là mất nết hả.